Thì hôm nay á là mình sẽ review về cái ạc anh cửu của mình. Mình đang ở băng hải tặc nào ta? Kỷ Nguyên Hải Tặc level 6. Thì cái server này là server 29 nha. Thì mình chơi hôm nay là đúng một tuần rồi. Thì lên được 76 thì hôm nay mình sẽ review về cái tàu của anh em mình để xem mình chọn cái gì nha. Rồi, ví dụ như là Thô Sinh Sunny. Rồi các bạn đọc coi. Gây lên bốn kẻ địch ngẫu nhiên 81 với 36 chống hai hiệp ngẫu nhiên giúp đồng đội tăng này nọ kiểu. Ok. Fly Dupman. Xem coi. Gây lên bốn kẻ địch ngẫu nhiên. Đúng rồi, muốn đọc. Thì mình không chơi đọc nên mình sẽ không review cái phim này. Gây lên bốn cái địch ngẫu nhiên và có 36% hoa đá ngẫu nhiên thì mình cũng đang chơi hoa đá. Tao này ngon nhỉ, 36% hoa đá trong hai lượt ngẫu nhiên giúp bốn đội sát thương bạo. Bạo thì mình không chơi. Marine này hải quân 3 gây lên bốn kẻ địch ngẫu nhiên đóng mình có 36 đóng băng cho mình, đóng băng mình không chơi. Rồi có bốn con thuyền à, à đây 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 con này Mori nè, gây lên bốn cái đợt sát thiên của hệ thiêu đốt và bốn okay. Thì mình sẽ đọc lại, con tướng chính của mình chơi là Akainu, thường gọi là con chó đỏ đấy, Antifa nhiều nhất. Thì mình sẽ đọc lại cái skill nó như thế nào. Nó lên mở đẹp nổ tung hiệu quả thiêu đốt và thiêu đốt. Ok, nếu như mà con Akainu mà thiêu đốt á thì mình nên chọn cái thiêu đốt. Rồi mình quyết định sẽ chọn một cái thuyền thiêu đốt. Thì lát nữa thì mình sẽ nâng cái thuyền thiêu đốt này lên. Thiêu đốt là con nào đâu, đọc thiêu đốt là con này à, hóa đá, con này hóa đá thiêu đốt mình nè, đóng băng. Nãy mới thấy con thiêu đốt mà ta. Đây thì mình sẽ ăn cái con là Marine, thuyền của hải quân. Đúng rồi, cháo đỏ là phải ăn hải quân chứ. Ok, rồi mình sẽ kết hợp con này nha. Cái này không biết là quyết định sai lầm hay đúng đắn, nhưng mà thôi kệ, anh em cứ chơi thằng Akainu của mình là mình cứ chọn thằng này. Rồi nâng lên. Thì mình nâng con này xong thì mình sẽ đi ả cho anh em xem thử là cái độ hồi máu và thiêu đốt của con Akainu nó như thế nào. 50 à, tiền luôn. Oh my god, mình nhận con tiền không, con tiền không, 18k. Để mình coi thử gói kim cương của mình còn mua được cái belium ta. Mua hết rồi, mua hết rồi. Đấy thì anh em mà nếu như mà chơi ạ à, mà giống như là cài server mới mà để đu top á, thì mình khuyên nên mua gói này là thứ nhất để có và belly còn cái đá xanh để mình ăn, và gói này gói thứ hai. Nhưng quan trọng nhất anh em tích đủ 16kc để mình mua cái gói này, thì mình xác định đó là gói này là ngon nhất ở đây. Rồi mình hết tiền nhưng mà thôi thì mình sẽ đi thử một cái phụ bản đảo bánh đi. Đảo bánh thì hiện tại mình leo cũng khá khá 360, coi top mình nhiều, top mình top 13. Trời, con số 13 là số đuôi điện thoại của mình là 13 nha mấy bạn. Mấy bạn mà tìm thấy mà số đuôi 13 là đuôi của mình nhé. Ok, thôi mình sẽ đi thử, mình chọn thì như coi nó thiêu đốt được nhiều. Chọn tàu chính nhé. Và tàu này level 25. Chắc ngày mai mình kiếm belly mình. Hiện tại cái đội hình của mình chơi á là có Akainu, Wally. Ok, chết. Coi thử coi. Coi cái độ hồi máu của Akainu. Antifa nhiều nhất qua mid. Đù, trời má ơi, có đánh kìa, trời. Có đá hoài vậy, sao chơi được? Các bạn thấy chưa? Akainu nó hồi máu liên tục nhưng mà vẫn thua, nó thua. Thôi mình sẽ đánh lại một lần nữa nhé.
Còn nếu như mình đánh lại hôm qua thì mình sẽ đi chiến trường để mình leo. Hôm nay là ngày mai mới ngày cuối. Đấy. Thì team mình chơi đó là có một con Akenura tanh, rồi xong có hồi máu là Chopper, đam chính, Nami. Đúng rồi, cơ người mẹ ai khó quá. Rồi, thì mình sẽ đi đậu đi. Rồi, thì hôm nay mình sẽ đi chiến trường thôi. Chiến trường đâu rồi? Đảo Lơ Lửng rồi, mình đi đảo Lơ Lửng rồi. Đây, có càng quét được. Quét nhé. Ok, mấy bạn này mình thấy nhé. Càng quét không kiếm. Lần rồi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi chiến trường để mình leo lên top máy nha. Thì hôm nay và ngày mai cũng là ngày cũng sắp cuối rồi, thôi mình đi chiến trường để mình leo ải thôi. Mình là đang 76 chiến đấu. Mình đang là 150 1557 điểm. Con này đúng không? Dứt nó thôi coi. Thì mình coi thử cái độ hồi máu của Akenu như thế nào. Akenu bạn có 180, Bookie 160 à. Ok. Chơi được, chơi được. Chơi không tăng bằng tôi được đó. Akenu hồi máu như con tép đấy mà. Thằng nào hơn? Thằng nào hơn? Đập tôi hả? Đập lại, đập lại. Đập lại nè, ai hồi máu nhiều hơn? Mình thua là mình xóa ạc luôn ấy. Đấy. Akainu đỉnh cao. Đây, mình đúng chính đúng không? Nãy mình chưa chọn tàu thôi, bây giờ mình chọn tàu vô rồi đợi mình đổi cái phòng thủ. Mình chọn cái tàu vô lắc này coi đi như thế nào. Sẽ kiếm lại cái con thủy hải 16 đúng không, 16, 16, 17 đây, còn 77 coi để nó có được không gì. Thì thôi mình cứ chơi luôn trọng tàu để chọn tàu ra trận như thế nào. Bạn cũng có một con Akainu à, đặt nó ai hồi máu nhiều hơn để tôi coi thứ tàu của tôi nó đánh đóng thiêu đốt như thế nào. Đấy, chứ 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 đó kìa. Rồi. Nó bút kỳ bạn hồi máu vừa quá. Giận mày dễ quê với ta. Nó hồi máu liên tục vậy. Đánh không xe nhê luôn. Trời má ơi. Trời, mình còn một tướng mình thua mới ghê chứ. Lên nào Akainu. Akainu của tôi. Akainu ơi. Akainu ơi, 23 hiệp, 25 hiệp. Hôm nay mình thua rồi. Trời. Ủa, mình win kìa, mình win kìa. Ủa, tại sao lại win ta? Ok vậy. Thử lại nhé. Đang xếp hạng 18. Đang 1658 điểm, 188 The Blue. Ủa, thằng này trung hạ với mình này, mình chơi thằng trung hạ luôn. Trời, Akinu. Mình chỉ sợ bo 4 sao thôi. Bo 4 sao đánh không lại. Trời, tiêm bạn Akinu 200 hả? Ok, thử coi Akinu nào là thật hay là dởm. Rồi xong. Xong. Tiêm bạn nát rồi, chống lại mình rồi. Đấy. Thì bạn nào mà thấy Akainu của mình mạnh á thì lát nữa comment vào.
Victory. Một sáu đúng không? Một sáu thì mình sẽ cái 1725 mèo 123 trung hạ cho mình ấy, nhưng mà muốn sao thua ta, buồn thật chứ. Thời gian này mình đánh chuẩn là nè, còn mấy nào là chiến thấp thấp mình chơi thôi, chơi cao quá chơi không chịu nổi. Thôi tim bạn cũng mạnh đấy thôi. Thử coi, trời tim bạn nó đâu trắng nè. Ngày mai mình cũng đâu có đâu trắng thôi. Victory 37 cấp 10 cho ta, cấp 17 à, còn 60 vé thôi. Hôm nay mình sẽ đi đủ 100 vé luôn, đi đủ 100 vé làm nhiệm vụ cũng được. Đấy thì bạn nào mới chơi á thì mình nên build về con Akainu là thứ nhất. Kit Akainu là chó đỏ, kiếp ve chai hoặc là bo là nữ hoàng hải tặc. Cố gắng đưa những con này mà chơi nhé. Ra quay chụp cái ạc thì xong có mấy con này mới đưa được. Đấy, phải win chứ, 13 rồi, thôi làm mấy trận nữa xong vậy thôi. Ủa, con này hạm mình 85 33 36 hơi nó gần con này nó điểm rồi đây. 15 coi 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 sao thua được ta. Ok, mình đánh mấy nhỏ, đánh mấy này lỗ điểm quá. Khi mấy này tổng ai cái lưu không sẽ chơi được ta. Robinson chính này, đánh này lại. Đấy, win đấy chứ. Mình mèo nãy đánh tua này, chơi này. Ba hai mươi du du, thử con này đây. Mình thấy 36 mà xong điểm fail rồi. Thôi để mình ra mình coi thư mình nhận được gì rồi. Chưa nói luôn ta. Vậy thôi chắc mai mình sẽ leo đậu tới giờ leo hết nổi. Để ngày mai ra cái ngày cuối cùng á, mình xem mình up những con tướng nào lên. Thì hiện tại với cái đội hình này mình chơi vẫn ổn. Là giống như á, thì lên nãy giờ thuyền chưa non luôn nên chưa hoàn được. Đấy thì nó năng thì nãy giờ mình năng thuyền chưa hoàn được. Thôi nhận kinh nghiệm thì thôi mình đến clip này mình sẽ dừng lại nhé, để mình coi mình đang được những cái gì. Thì các bạn mà thấy hay thì cứ like, subscribe và comment dưới. Thì hôm nay mình sẽ review về cái con chó đỏ rồi, Akainu. Thì bữa nào mà mấy bạn mà cứ thích review về con kit kit ve chai á hay là con bo á, thì để hôm nào mình sẽ kiếm vài cái nick mà có máy đó mình sẽ review cho các bạn coi nha. Rồi ok, tạm biệt các bạn.